Này, bây giờ các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Tiếp nha. Sau đó giờ mình sẽ dùng kéo để cắt. Mình cắt cánh hoa hình tròn nha. Tiếp một cái nữa nha. Mình cũng sẽ gập nó lại. Mình sẽ cắt này. Giờ mình sẽ làm cong cái phần cánh hoa lên nha. Các bạn có thể dùng một cái kéo này để làm cong nó lên. Sẽ làm tương tự đối với cái này nha. Giờ mình sẽ gắn hai cái này lại với nhau. Về nhựa hoa mình sẽ cắt một chút màu cam. Mình sẽ gắn lên giữa bông hoa này. Tiếp theo mình sẽ cắt ra một cái đường thẳng màu xanh. Cho mình sẽ gắn lên bông hoa này nhé. Và gắn lên cái nơ màu vàng này nha.
Vậy là mình đã gắn xong cái nơ và bông hoa như thế này. Bây giờ mình sẽ dùng để cái mấy cái bút màu nước để trang trí thêm cho bông hoa nha. Mình đã tô được cái bông hoa như thế này. Tiếp theo mình sẽ trang trí cho cái phần quạt ở phần trên nha. Phần quạt thì mình sẽ trang trí bằng những cái dấu chấm bi. Vậy là mình đã làm xong một cái nơ hoa trang trí như thế này rồi. Nếu mà các bạn nào thích thì có thể làm cùng mình nhé. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.